Xin chào mọi người nha. Nay sẽ làm món bánh tét chiên. Mùa dịch Covid đặt bánh tét online. Người bà con gói làm bánh tét ăn buổi sáng. Thì nãy mình lỡ mình có bắt dầu rồi, mình bắt lại nè. Dầu rồi đập thêm miếng tỏi. Bánh tét truyền thống của người Việt Nam. Mùa dịch này ở Ninh Hòa ít đồ ăn quá thì người ta cũng gói bánh, người ta ship online, người bà con ship giá rẻ hữu nghị thôi, 50 ngàn cây. Mình cắt ra mấy lát để mình làm đồ ăn sáng nè, ăn không thì nó ngán quá. Mình chiên chảo nó sôi lại, rồi lại đang dầu đang sôi, bỏ tỏi vào rồi cái thứ là ngưng cái gắn camera nó hơi nguội để nó nóng nóng lại chút. Mình test chỗ nào. Wow. Xèo 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 xèo. Món bánh tét chiên mình rất là thích. Lương khô, cứu đói mùa Covid. Rồi bây giờ mình sẽ đổ bánh. Ok. Dạ. Ok, bây giờ mình đổ bánh kiểm tra. Ok, cũng màu này đẹp ok này. Đây thực đơn buổi sáng. Thêm một ít nước tương. Thế là đã có món bánh tét chiên giòn, ngon lành.